Đúng 10 giờ, đoàn đã đến địa phận xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Nắng xuân vàng ươm tỏa khắp bầu không gian miền quê. Đoàn tập kết tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Rạch Vợp, nơi sẽ diễn ra toàn bộ các nội dung trong hành trình ấm áp tình xuân. Mỗi một thành viên trong đoàn đã nhanh chóng xuống xe và kề vai khuâng vác, sắp mang tất cả các vật phẩm mừng Tết cho bà con trên vùng đất phù sa Nam Bộ. Đó là một cái sự kỳ công. Cái chương trình từ thiện tại Sóc Trăng năm nay là chúng tôi đã huy động từ các đơn vị đồng hành, chẳng hạn như YBI, BNI và Doanh nhân Cỏ Sáng, cũng như cái sự góp sức của cộng đồng doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi sẽ cố gắng lo được cho 1.000 phần quà cho bà con. Mặc dù đây là điều kiện gần sát Tết, ngày hôm nay là cũng là ngày 25 Tết, và chúng tôi về là ngày 26, thì chúng tôi chỉ còn có mấy ngày để chuẩn bị cho một cái Tết với gia đình. Nhưng mà chúng tôi vẫn ưu tiên dành thời gian này để lo cho bà con nghèo tại huyện Kế Sách. Lễ hội gói bánh tét đón Tết Nguyên Đán do ban tổ chức chương trình ấm áp tình xuân chủ trì đã thật sự khởi động từ sáng sớm. Một số thành viên đã được phân công tiền trạm kết nối với địa phương để khởi động các công tác chuẩn bị về nguyên liệu, nhân lực phục vụ cho việc hoàn thành 1.500 cặp bánh tét để biếu đồng bào nghèo ăn Tết. Trên 100 tay thợ lành nghề gói bánh là các mẹ, các cô, các dì, chị em phụ nữ trên địa bàn xã An Lạc Tây đã thay phiên nhau quây quần gói bánh suốt cả ngày. Anh chị doanh nhân tỏ ra thích thú và hào hứng với công việc gói bánh. Gói bánh tét ngày Tết là một phong tục tập quán, một nét văn hóa cổ truyền đặc trưng đã có truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam và đặc biệt của người dân vùng Tây Nam Bộ. Chiếc bánh tét hàm chứa những ý nghĩa nhân sinh cao cả, đề cao sức lao động, sự hòa hợp giữa đất trời, con người với thiên nhiên, hướng về nguồn cội tổ tiên. Bánh được bọc nhiều lớp lá như tình mẹ bao bọc đàn con. Ăn bánh tét ngày Tết để nghĩ về mẹ, để sống với mẹ, sống với quê hương như anh chị em một nhà đùm bọc lẫn nhau. Bánh tét có lá xanh nhân đậu vàng, quạt chuối chín đỏ tươi, gợi lên hình ảnh của làng xóm, đồng ruộng, vườn cây yên vui và ước mơ an cư lạc nghiệp. Là hạnh phúc, cô rất là vui vẻ, không thấy mệt mỏi gì hết. Truyền thống này nó có ý nghĩa, thành ra cô nhiệt tình với bạn bè bà con phụ giúp để có quà Tết cho dân nghèo ở đây. Rất là vui khi được đến đây cùng bà con để chung tay vô cùng với bà con gói bánh tét, rất là vui ạ. Nhiều người cứ nghĩ rằng những cái công việc này là phải là cô phụ nữ. Tuy nhiên, thật sự khi mà lao vào làm công việc, nó có một điều rất là thú vị. Chúng ta cứ đem những cái niềm đam mê của chúng ta đi thực hiện những cái công việc mà rất là có ích như thế này. Và tôi đặc biệt, tôi nói thật là cái cảm giác mà Tết không khí mà truyền thống của quê hương đã lâu lắm rồi mới có cảm giác như thế này, đông vui như thế này và được gói bánh tét truyền thống như thế này. Ước gì đó là khoảng chừng 2 tiếng nữa tôi có bánh tét tôi ăn. Dù là bánh chưng hay bánh tét thì đây cũng là một cái nét văn hóa của dân tộc Việt Nam, có một giá trị rất là riêng và từ ngàn đời được lưu truyền lại. Và ngày hôm nay thì A Tuân được hòa mình trong cái không khí như thế này thì cảm thấy đây là một ngày rất là giá trị, rất là ý nghĩa trong cuộc đời của A Tuân. Ở đây bà con rất là có cái tấm lòng để mà cùng nhau hỗ trợ cho những cái mảnh đời mà nghèo khó. Thì rất là khó để mà có thể là tập trung được rất là đông đủ bà con như thế này để cùng ngồi gói bánh tét. Thì đối với tôi cảm thấy rất là một cái niềm rất là vui và hạnh phúc và tôi được tham gia vào trong cái buổi ngày hôm nay. Suốt cả một chặng đường đi tôi hồi hộp và đến giờ phút này ngồi gói bánh thì bắt đầu cảm thấy rất là say mê, vui và được các cô chú, các mà ở đây hướng dẫn rất tận tình. Và đến bây giờ thì tôi có thể gói được những cái bánh tét nó giống như thế này nè và cảm thấy rất là vui. Các thành viên trong đoàn thiện nguyện ấm áp tình xuân đã hòa cùng nhân dân địa phương hoàn thành lễ hội gói bánh tét với niềm vui được ban tổ chức trao chứng nhận gói bánh tét giỏi như một món quà tinh thần hướng về các giá trị văn hóa. 3.000 chiếc bánh tét đã được gói và nấu liên tục trong suốt 24 giờ đồng hồ. Ánh lửa bập bùng và những câu chuyện râm ran đã lưu lại những ký ức đẹp khó quên.
Thank you.